Huyền thoại xin chào chú anh chị, đến đôi tiếp theo của Huyền thoại nha. Hiện tại bữa nay là 25 tháng 11 của chú anh chị. Thì hôm qua thoại cũng có chia sẻ một của các chú Ly. Thì sáng nay thì cũng có mấy anh hội hồ đến xây mộ này của chú nè cả nhà. Đó, bữa nay là mộ có thể là bữa nay hoàn thành luôn của chú anh chị. Thôi mấy chú giờ về tráng gạch ha. Bây giờ chỉ còn tráng gạch và gắn hình là xong rồi cô chú. Chỉ cần là lót gạch bê tông với lại ở dưới là xong rồi. Còn tấm hình đã có rồi nghe cô chú anh chị. Cuối là gắn hình lên xong. Mang đầu vô 3 phân nữa. Thường nha cả nhà, có nhiều YouTube á, là nói là làm đá hoa cương này nọ nên là không có đúng sự thật nha cả nhà. Đó, bây giờ là gạch thường luôn của chú. Đó, cái lon gạch này. Trắng không tôi thấy kỳ đúng cái nhà. Để trắng hồ. Vậy đúng rồi đó. Mẹ hội. Con đỏ đó. Này thằng đỏ nè, cắt cái thằng này nè. Trắng đưa vô. Mấy cậu đang làm ha. Làm hết cực luôn từ sáng giờ mà từ sáng giờ là làm cũng mấy đoạn rồi đó thôi mấy cực cực để em vô quay cái mục bìa của Bảy Ly nha cả nhà. Đó, chưa mình chỉ trồng lại cắn gạch ở trên nó thôi là xong rồi. Thằng lấy đây là mấy cậu trong gia đình ha.
một người phát sinh chú Linh tặng dựng làm nhưng mà chú về làm cho đỡ tốn tiền, đỡ tốn tiền nữa. Mấy cậu hiện tại bên tay này thấy chưa, mới một ốp này những cái vòng hoa này cả nhà. Thì em chia sẻ với tụi chú anh chị nhà bà ngoại ha, mấy em á, mấy chú mấy cậu thì đang làm chắn hàng một cái ly, thì chút nữa thì clip sau thì hoàn thành này nọ thì họ sẽ quay lên chia sẻ với tụi chú anh chị ha. Để bây giờ là ở nhà của bà ngoại này cả nhà, thì em theo quay xung không gian và chút xíu nữa là em sẽ quay bàn thờ của cái ly cho cả nhà cùng xem cả nhà. Bà ngoại đang nằm ngủ của chú chị, cũng khóc quá trời luôn. Đây là bàn thờ của cái ly cả nhà. Con đường vô ngoài là từ vô Liêm vô đây là 3 cây số ngang cả nhà. Thì của chú anh chị nào mà ở Bông Hồ Gồ á, là sệt là chợ Vô Liêm, rồi của chú anh chị mấy người ở ngoài cả nhà buôn bán á, cái cây hay nọ của chú anh chị ngoài chợ, thì của chú anh chị hỏi nhà bé Kim Ly đâu thì người ta chỉ của chú rất là dễ luôn, khoảng 3 cây số là tới qua cái cầu Vô Liêm, đâm thẳng có một cái đình là sẽ thấy đường quẹo vô cả nhà. Nên bây giờ mấy anh làm hồ đang lấp cát với lại xi măng để chắn một của cái liên cả nhà. Và hồi tôi bây giờ ở quê ở tỉnh Vĩnh Long của chú anh chị Vô Liêm cả nhà, khung cảnh miền Tây. Ly như cái nhà, nó có gạch để tráng lên một cái ly. Đó, cũng là dư được một chút, được bớt ha, cho nó chinh chu. Thì con cắt cái này nè, cái gạch nó hồn, mong cả nhà ông cảm nha. Qua giờ em cũng chia sẻ là những cái dòng qua các vị sĩ với lại khán giả cả nhà. Còn bữa nay là ngày 25 thì em quay sẽ chia sẻ thêm một cái ly nữa nha. Thì em bữa nay em cố gắng quay cho hoàn thành của một cái bé ly nha. Thì mong cô chú anh chị có xem video thì ủng hộ một like đăng ký. Cũng nguyên mến anh chị Vĩnh Long và bé Ly cả nhà. Giờ em cũng xin kết thúc video, thì chút xíu nữa có xong hay là chán cái gì rồi sẽ quay lên hay gắn hình rồi sẽ quay lên cho cả nhà cùng xem cả nhà. Bây giờ em xin tạm dừng video của chú, có gì rồi sẽ quay tiếp nha. Bye cô chú anh chị.